Theo thông tin từ chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, dù giá rau củ một số loại bán ra tại chợ đã hạ nhiệt so với tháng trước nhưng vẫn còn cao so với thời điểm ổn định, đặc biệt là giá nhiều loại rau củ Đà Lạt tăng 30 đến 4% so với mùa nắng. Cụ thể, cà chua Đà Lạt hiện trên dưới 17.000 đồng 1 kg, cà rốt và khoai tây 25.000 đến 27.000 đồng 1 kg, xà lách các loại 25.000 đến 45.000 đồng 1 kg, hành lá 35.000 1 kg, ngọ 40.000 đồng đến 50.000 đồng 1 kg. Tương tự, giá bán nhiều loại rau trồng ở khu vực Nam Bộ tại các chợ đầu mối cũng ở mức cao như bầu và bí đao trên dưới 15.000 đồng 1 kg, cải bẹ xanh, cải thìa, cải ngọt 13.000 đến 15.000 đồng 1 kg, rau nhút 30.000 đồng 1 kg. Theo nhiều thương lái, nhiều nhà vườn đang mở rộng diện tích rau trồng nếu thời tiết tháng tới thuận lợi, giá rau củ có thể giảm lại vào thời điểm giáp Tết.